Công đảng Australia đã giành được đủ số ghế trong hạ viện để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử Quốc hội liên bang hôm 21 tháng năm vừa qua. Thông báo trên vừa được thủ tướng Australia Anthony Albanese đưa ra hôm nay trước thêm cuộc họp đầu tiên với các thành viên nội các mới. Thủ tướng Albanese cho biết, công đảng đã nhận được 76 ghế trong tổng số 151 ghế của hạ viện, đủ điều kiện tự thành lập chính phủ. Theo ông, con số này có thể tăng lên 77 ghế sau khi quá trình kiểm phiếu kết thúc với đa số ghế trong hạ viện công đảng có thể thông qua các dự luật mà không cần tới sự ủng hộ của 16 nghị sĩ độc lập. Trong đó có nhiều người ủng hộ các chủ trương về bảo vệ môi trường cũng như các nghị sĩ đảng xanh. Dự kiến, Thủ tướng Albanese sẽ hoàn thiện nội các mới của Australia trong cuộc họp với các hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ công đảng vào tối nay, 31 tháng 5 theo giờ địa phương và công bố các bổ nhiệm trong vài ngày tới. Tuần trước, ông Albanese đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng thứ 31 của Australia cùng các bộ trưởng ngoại giao, ngân khố, tài chính và việc làm. Các bộ trưởng còn lại trong nội các của ông Amanish sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 21 tháng 6 tới.